đấy bánh dày quá cắn nhau không biết ăn bánh kem hay là ăn bánh dừa. Nếu chuyện này đúng là tàu cướp biển thì Thái Bình Dương rộng mấy cũng không đủ cho cướp biển chôn thân. Đúng là sử dụng cái bánh, sử dụng chiếc tàu, rắc rưởi trong các rắc rưởi. Bạn cho bánh giá gì mà kia gớm chứ? Hắn làm được, anh Paul cũng làm được chị. Alo, luật sư Trương à, có phải liên lạc được Sonia không? Không Cao, giờ trước của ông thông qua luật sư đại diện của cổ tỏ ý không chấp nhận cho Cao Tân gặp ông, đồng thời cũng không muốn tiết lộ tin tức hiện giờ của họ. Tổ chúng tôi có rất nhiều chi nhánh trên thế giới, rất nhiều người ở các nơi trên thế giới làm việc cho tôi. Tôi nghĩ tôi có khả năng giúp anh tìm được người anh muốn tìm. Là gì? Tàu cướp biển khu rừng đen. Cho một cái, ăn tại chỗ. Nhái kiểu, nhái kiểu. Lão Cao đã nhái kiểu của tôi. Lão Cao chết tiệt, dám nhái kiểu của tôi. Còn chê bánh của tôi là tê tên, thực tế là ông nhái kiểu thiết kế của tôi thì đúng hơn. Ông còn dám thi tài với người ta nữa hả? Làm cả chiếc tàu cướp biển khu rừng đen. Tôi kiện ông phỉ báng, kiện ông xâm phạm bản quyền trí tuệ, kiện ông nhái kiểu. Cô à, trông cô lạ lắm. Hả? Cô đến thì bắt chúng tôi làm từ hồi nào vậy? Ông chủ à, nhân viên tạm thời thôi. Cổ lại không quan trọng. Quan trọng nhất là có người chỉ mặt của họ Cao này nhái kiểu của người ta đi thi. Phải đó, nói đúng lắm. Cô à, cô nói ảnh nhái kiểu của cô, có chứng cứ gì chứ? Lão Cao chết tiệt này, cố tình nó ủng hộ tôi, mua cái bánh tàu cướp biển của rừng đen của tôi, ăn xong rồi chê không đáng một xu, thực tế là muốn nhái kiểu của tôi thôi. Tức là không có chứng cứ. Người ta là thần bánh, lẽ nào là nhái kiểu bánh của một thợ vườn? Cô à, nè, đây là chỗ tư nhân. Nếu cô còn tiếp tục quấy rối ở đây, tôi sẽ gọi an ninh ngay. Chị Sương à, coi chừng chiếc cơm của em đó. Lão Cao chết tiệt này, ông coi chừng tôi đó. Thôi các vị, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta tiếp tục. Có lẽ bây giờ đến lúc thử bánh chấm điểm. Tổng bếp Hedenberg nói khu rừng đen do sư phụ Jin làm đi sát truyền thống vô cùng. Trái sherry và rượu Kitsen đều xuất phát từ khu rừng đen ở Đức, mùi vị nồng nàn. Đáng quý nhất là sô-cô-la vụn có thể mỏng đến như vậy, trộn lẫn bơ và bánh bông lan, hoàn toàn có thể hòa quyện làm một trong miệng. Lời nói của tổng bếp chính là điều tôi muốn nói. Tại sao anh Paul không có bàn tay băng giá cũng có thể làm được sô-cô-la dạng mỏng như sư phụ Cao vậy? Bởi vì anh Paul tự tạo bàn tay lạnh buốt tức thì. Anh Bôn sử dụng chất làm lạnh mà vận động viên thường dùng khi bị thương để xịt lên tay. Dung dịch trong chất làm lạnh phun vào tay làm cho nhiệt độ của bàn tay hạ xuống tức thì. Cho nên anh đã tạo được bàn tay bằng giá nhân tạo. Con đã nói anh Bôn là thiên tài rồi. Tiếc là cách này có một nhược điểm, không thể thường xuyên sử dụng.
Nếu thường xuyên sử dụng sẽ làm cho dây thần kinh ở tay bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà nếu có thể chiến thắng anh, cho dù bị phế một tay cũng xứng. Thôi được, bây giờ chúng ta nếm thử bánh của sư phụ Cao đi. Trời ơi, cả miếng sô-cô-la dán lên mặt bánh dày vậy sao? Làm sao gạo nguyện làm một với bánh bột lăng bơ sữa chứ? Con nhìn kỹ lại đi, phần nền của bánh thật sự mỏng đến không thể mỏng hơn nữa. Nay Cao Căng làm tổng bếp của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ thảm hơn. Hả? Bộ ổng thật chắc sao? Giám khảo vẫn còn đang ăn mà, nét mặt còn rất mơ hồ nữa. Khu rừng đen do sư phụ Cao làm, mùi vị rất đặc biệt. Nhưng mà trong một lúc ăn vào, không thể phân biệt là có thêm phụ liệu gì, làm người ta có ý vị sâu xa. Có phải bỏ thêm ớt và trần bì vào hay không? Đúng vậy. Không hiểu tại sao ăn miếng bánh do ông ta làm lại có cảm giác trống rỗng và nuối tiếc. Ăn bánh bông lan phải vui vẻ mới đúng chứ, làm cho người ta vừa trống trải vừa nuối tiếc tức là thua rồi. Alo, con hả? Tự nhiên má nhớ đến con. Má nhớ con lắm. Con đang làm gì vậy? Alo, em hả? Tối nay em về ăn cơm mà. Xin lỗi nha, tối hôm qua anh đã nặng lời. Hai người có thể chấm điểm trước mới nói chuyện điện thoại không? Cuộc thi lần này tôi chịu thua. Bob, nói chuyện có thể nói lung tung, thua thì không thể tùy tiện chịu. Nguyên liệu chủ yếu của bánh bông lan khu rừng đen là sô-cô-la. Trước khi mọi người vẫn chưa ăn thử đã có chút tưởng tượng nhất định đối với mùi vị đó. Nhưng sư phụ Cao đã dùng nguyên liệu phi truyền thống là ớt và trần bì, làm người ta có cảm giác bất ngờ không thể tả nổi. Cộng thêm trần bì và ớt, trong ngọt có thanh, trong chua có cay, cộng thêm vị ngọt và đắng của sô-cô-la, làm người ta bất thình lình có cảm giác muôn ngàn mùi vị tụ về tim. Anh chỉ biết làm bánh, những gì liên quan đến bánh đều có dính líu đến anh. Ngày nào cũng làm bánh cho người ta, nhưng trái lại đến sinh nhật của con thì ngay cả bánh bông lan cũng không hề có đen. Và còn đánh thức những cảm giác trống trải, cô đơn và lạnh mà bình thường người dân thành thị chúng ta che giấu rất kín đáo. Trống trải cô đơn lạnh gì chứ, con không cảm nhận được chút nào. Con chỉ cần nhìn dĩa của mọi người ăn đến sạch bóng như vậy cũng đủ hiểu rồi. Chính vì bánh của sư phụ Cao làm người ta có cảm giác đó, cho đến mọi người đã ăn đến không muốn nghỉ. Tuy bánh của anh Bồn rất ngon, nhưng không đủ sáng tạo, không thể mang lại bất ngờ gì. Cắn một miếng đã biết rõ ràng là mùi vị gì rồi. Không biết tổng bếp Heidenberg và các vị quỹ viên có đồng ý với phân tích của tôi hay không? Đồng ý. Tuy hôm nay tôi thua, nhưng mà tôi rất biết ơn anh. 3 năm qua tôi không gặp đối thủ nào thực sự, cho nên đặc biệt lơ là. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, anh đã cho tôi lý do để phấn đấu. Tôi sẽ quay lại.